Chào mấy anh chị, hôm nay em với mẹ sẽ hướng dẫn trồng cải xà lách mỡ. Đây mẹ ơi, đây mẹ em đây, đó. Thôi mẹ em chuẩn bị hết rồi. Hôm nay mình hướng dẫn trồng cải xà lách mỡ ha. Rồi đây nè, đây là cải xà lách của nhà mình nè ha. Mình bứng ra rồi đó. Đó, mình bứng ra rồi. Bây giờ bắt đầu là mình làm phân cho đất ha. Đây là phân gà của mình ủ hoai rồi ha. Mình xúc một mớ ra mình bón lên trên đất cho mấy anh chị xem. Trời, nó phân gà nó khô quá ghê luôn. Bắt đầu là quay, bắt đầu mình trồng từ đây nè, lại từ kia nè, đúng rồi. Mình rung luôn. Được không, mày lấy ghế nữa còn đứng không? Vậy mày đứng mình này ha. Buổi sáng mấy con chim nó bươi, nó đào lỗ nè, nó đào lỗ nó kiếm trùng nó ăn nè, đó quá trời lỗ luôn luôn. Bây giờ bắt đầu mình làm phân ha. Đất này của mình rất là tươi xốp mấy anh chị xem ha. Nè, thấy không? Rất là xốp. Rồi. Bắt đầu giờ là mình rải con gà lên. Mình rải con gà lên. Đây là con gà mình đã ủ hoai ha. Mình lấy lên mấy anh chị xem. Nếu mình mà trồng rau á, mà mình bón phân gà này nè, là cải xà lách hay là cải bẹ xanh, bất cứ cải gì cũng vậy, là không bao giờ mà nó có sâu hết. À, là tại vì cái phân gà này á, mấy anh chị mà ủ lại rồi đó, ủ hoai rồi đó, nó có cái mùi rất là nồng. Có nồng mà nó hăng dữ lắm. Nên sâu không có con nào mà nó dám lại ăn hết. Nên mấy anh chị thấy cải của nhà mình trồng không? Không có con sâu nào hết. Đây, mình chảy đều ra hết ha. Mấy anh chị nhìn thấy rõ ha. Mình chảy đều ra. Nhưng mà nếu mà con gà đó, mình mà bón con gà á, mình làm cái gì nè, thì rau của mình sẽ không có sâu. Nhưng con bò á, thì nó lại có. Nói rõ cho mấy anh chị biết như vậy, con bò á, thì nó lại có, mà con gà thì lại không có sâu. Con gà, con bò á, nó có sâu á, là trong cái cải bẹ xanh mình á, cái con bò á, nó có cái sâu màu xanh. Màu xanh nó nhỏ dữ lắm. Nó ăn chừng một đêm thôi là tới sáng cái cải của mình á, nó chỉ còn cái cọng à. Còn mà con gà thì lại không. Con gà nó rất là nồng. Nên bắt đầu bây giờ là mình cho mấy anh chị xem mình xới đất nha. Cái con gà này nó nồng á, là mà không có đeo khẩu trang á là không có chịu với nổi của nó. Nó nồng mà nó hăng ghê đó.
mình ban điều ra nha. Nên mình trồng mình bốn con bò, con gà, rau nó tốt, không có sâu, mà đất ít cái khi nào mà bị nấm lắm, đất nó không ít khi bị nấm lắm. Nên từ lúc mình trồng rau tới giờ là không có hề mà xịt thuốc sâu thuốc gì hết trơn. Bắt đầu bây giờ mình trồng rau mấy anh chị xem ha. Ém cho nó cứng cứng chút xíu đi cho mình dễ. Ém nhẹ nhẹ thôi. Đừng ém mạnh quá. Nó nén đó. Cái gì vừa thôi. Mình dễ trồng ra một chút. Rồi. Bây giờ mình bưng cái rổ cải lên cho mình trồng ha. Đây là cải con mình nó bứng ra rồi nha ha. À, khi mà cải mà mình bứng ra đó là mình phải có cái cục đất như vậy. À, chị thấy không? Cái cải này nó rất là mạnh, nó không có giống như là cải bè xanh. Cải bè xanh nó cứng cây hơn. Còn cải xà lách này nó rất là mạnh. Đây, mình trồng đi ha. Mình đào cái lỗ như vậy, mình để xuống. Anh chị thấy không? Mình để cái cục đất này vô là vừa rồi ha. Cái xà lách này nó rất là mạnh, nó không có giống như cái bè xanh cứng hơn. Đó. Mình trồng ở đây là ba cây, là cây cách cây là 10 á. Cái này là 10 phân đó mấy anh chị, 10 cm á. Đây. Mình để vừa cái lỗ xuống. Bên đây cũng vậy. Nên mình làm cái cục đất như vậy ha. Nó rất là yếu. Này. Mình mới trồng xa như nè, 10 á, như vậy á cho cây cải nó thoáng. Nó bự cây hơn. Chứ nếu mà mình trồng mà nó gần quá cây nó ốm rồi nó sẽ vượt cao, cây nó ốm như ốm nhất nè. Cải này mình cải con này mình trồng cũng giống như hệt như là cải bè xanh vậy đó. Đất như vậy nè, trồng mà nó mau bén cái cây nó mau nó lên lẹ hơn. Còn nếu mà không có cục đất á, nếu mà không có cục đất á, nó có cái rễ không như vậy. Đây nè, nếu mà có cái rễ không như vậy nè mấy anh chị, mình trồng á thì nó cũng lên á, chứ không phải là không lên, nhưng mà nó lên lâu lắm đó. Tại vì cái này là trong vòng một tuần lễ là nó đã lên, là nó lên hẳn luôn rồi. Còn cái này nó phải là hả, phải hơn một tuần lễ bắt đầu nó mới bén. Nên mình bứng có cục đất như vậy đi cho nó ngon hơn, nó lên lẹ hơn. Bởi vì có nhiều anh chị nói sao trồng cải của mình trồng sao mà nó lâu lên quá, là lý do là chỗ đó.
bây giờ mà nhổ bứng ra cái là sẽ nó rớt cục đất, trồng luôn hai cây, khi nào nó lớn là cái mình cắt bỏ bớt một cây. Cây này có vẻ nhìn nó yếu mà ha. Nó mạnh, cây con cũng vậy đó. Lúc mà nó lên cây con á, nó cũng yếu, nó yếu mà. Quá kể thì vệ sinh là nó mạnh mẽ. Để vệ sinh nhiêu lên cây cứng thế. Nó, cái này nó yếu. Với lại một phần bây giờ là nó là mùa nắng quá rồi. Mình có thể để lên trên này một lớp rơm, hay là đây mình cho để cho mấy anh chị xem luôn. Con để gì cũng thấy luôn á. Nè, bây giờ đây là cái lớp cải này nè. Mùa nắng á. Cải mình nó dễ bị héo dữ lắm. Là cái cải này nó mạnh nữa đó. Mà cái mình có thể bỏ một xe qua đây. Thấy ha. Ví dụ như mà mấy anh chị có thể, nếu mà mình có lá nhãn hay là lá cây gì đó, mình là mình có thể phủ lên như vậy. Nếu mấy anh chị nào mà có ha. Có nhưng mà lá cây thì cũng có nhiều chỗ có nhiều không có rồi. Có nhiều anh chị có nhiều người không có. Đó, mình có thể bỏ một lớp đó nhẹ nha, như vậy. Mình làm cái gì nè, mình giữ ẩm cho cây, cho đất luôn. Lá nhãn nè. Cái này là lá nhãn nè, lá khô. Rơm nè. Rễ gốc mướp, lá mướp á thì mình có thể bỏ lá xoài, lá mít hay gì á. Nếu mà mấy cái lá đó nó bự quá, mình có thể cắt ra ha. Rồi mà nếu mà không có nữa đó thì mấy anh chị có thể dùng rơm. Đây nè. Rơm này là ở ngoài chợ á, ở ngoài chợ có rất là nhiều. Mấy cửa hàng mà nó bán trái cây rồi đó, người ta có đó. Cái bữa trưa người ta bỏ đó là mình xin người ta. Đó, đây nè, rơm nè, đây nè, mình để như vậy. Đây. Ha, mình để rơm. Đó. Nếu không có cái này, nếu mình có thuận tiện cái nào thì mình làm cái đó. Đó. Chẳng hạn như rơm, đó, đây rơm ha. Mình để ở đây. Đó. Để mình tưới vậy nè. Mình tưới lên đây là mà nó còn giữ ẩm được đất luôn nữa cho mình. Cỏ tốt hơn. Còn mà nếu mà mấy anh chị mà không có rơm á thì mình dùng cái mấy cái vật dụng ở nhà của mình, chẳng hạn như đây là mướp. Cái dây mướp á mình khi mà thu hoạch trái xong mà mình dọn vàng đó, mình cắt mình bỏ vô cái bao cột kín rồi để dành lại. Để tới lúc này mình đem ra sử dụng ha. Đây nè. Nếu mà không có lá cây hay là không có rơm, mình có thể sử dụng cái này. Đó, sử dụng đây. Tận dụng hết nhà em, tận dụng hết. Không, mình không mới bỏ một cái gì hết. Trồng được cái gì là tận dụng hết. Đó. Mấy anh chị thấy không ha? Đây. Như vậy là xong hết anh chị. Như vậy là xong là mình chỉ có tưới thôi. Mình làm một cuốn gì cho mấy anh chị xem thôi. Bắt đầu mình làm tiếp ha. Rồi. À, như vậy là làm xong gì là mình chỉ tưới lên là được rồi. Rồi, chào mấy anh chị nha. Chào mấy anh chị. Chào mấy anh chị. Rồi, chúc một ngày tốt lên. Rồi, chúc mấy anh chị trồng rau tốt xanh như nhà mình ha. Rồi.